Tiên vương tái xuất chương 391, dựa vào đàn bà Mọi người đều không chú ý đến âm thanh này Bởi vì tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào lạc tú và cô gái kia Bởi vì rõ ràng cả hai đang gặp rắc rối Hơn nữa đó còn là một vấn đề lớn Ngay sau khi lạc tú và huyết thi vương đi được một đoạn Những con báo tuyết lần lượt xuất hiện Nếu là báo tuyết bình thường thì không sao Nhưng báo tuyết xuất hiện lúc này rất kỳ quái mỗi con đều có kích thước bằng một con nghé, với bộ lông trắng như tuyết và óng ả trên khắp cơ thể, móng vuốt dày đặc giống như dao găm. Khí tức một ngạt đến mức ngay cả lão hoàng cũng cảm thấy áp lực. Vì vậy, mọi người đang chờ xem trò cười của lạc tú, hoặc có thể nói là chờ xem kết cục của lạc tú ngạo mạn. Nhìn dáng vẻ của con báo tuyết đó, chắc chắn nó chính là hung thủ giết chết nhậm quân trước đó. Bởi vì móng vuốt hoàn toàn khớp với miệng vết thương. Nhưng con báo tuyết này quả thực quá bất thường, quá to và quá khỏe. Làm thế nào mà một sinh vật như báo tuyết lại có thể lớn đến vậy? Hơn nữa toàn thân lấp lánh, như thể làm bằng bạch kim, sáng chói, vừa nhìn là biết không dễ đối phó. Lão Hoàng, không định cứu bọn họ thật sao? Một vị tông sư mở miệng, ông ta tên là Lý Đao, dọc đường đi rất ít nói chuyện. Ha ha, nếu người ta đã cao ngạo như thế thì chúng ta còn nhúng tay vào làm gì? Lão Hoàng cười khẩy, nhìn về phía Lạc Tú. Lạc Tú và huyết thi vương đã phát hiện ra con báo tuyết, có 5 con đang bao vây họ, con nào con nấy gầm lên, ánh mắt hung dữ, nước rãi chảy ròng ròng. Đội trưởng Lạc, cậu mau nhận lỗi với Lão Hoàng đi, tôi sẽ nói giúp cậu, hẳn là Lão Hoàng sẽ không mặc kệ đâu. Lý đao hét lên, ông ta đang tội nghiệp Lạc Tú, không muốn một người còn trẻ như thế phải chết sớm. Cảm ơn, nhưng không cần, mấy con mèo nhỏ này không làm gì được tôi đâu lạc tú phất tay điều này khiến mọi người cười khẩy mấy con mèo nhỏ nhậm quân tốt xấu gì cũng là một khổ luyện tông sư thế mà lại bị con báo tuyết này giết trong tích tắc một con mãnh thú như thế mà lại bị lạc tú nói là mấy con mèo nhỏ ư lão lý nhìn đi ông có lòng tốt nhưng đáng tiếc người ta không hề cảm kích lão hoàng diễu cợt lý đao thở dài ông ta cũng thấy lạc tú thật đáng thương nếu không sẽ không nói với lạc tú như vậy nhưng lão hoàng nói đúng rõ ràng là người ta không hề cảm kích. Với rất nhiều báo tuyết, một khi chúng tấn công, chúng có thể xé xác lạc tú thành nhiều mảnh chỉ trong chốc lát. Ôi, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà, cần du ở bên cạnh lắc đầu. Hừm, có những người như vậy đấy, mọi người đừng ai ra tay, tôi xem anh ta có sống sót được hay không. Đường Huy cười nhạt, không hề chú ý đến vật đó đã rất gần sau lưng anh ta. E rằng ngay cả người nhặt xác cho cũng không có. Đường Huy lại chế nhạo Lạc Tú. Đội trưởng Lạc, anh yên tâm đi, sau khi quay về, tôi sẽ bảo Lão Dương làm cho anh thêm một cái huân chương liệt sĩ. Đúng lúc này, một con báo tuyết di chuyển. Xiết đi, Lạc Tú thấy một con báo tuyết đã chuyển động nên ra lệnh. Sau đó huyết thi vương bước ra. Hừ, lại để cho cô gái đó ra tay, đúng là không đáng mặt đàn ông mà. Đường Huy lại nói, rõ ràng là đang cười nhạo Lạc Tú. Áp lực từ đám báo tuyết khiến anh ta không dám ra tay, lúc này Lạc Tú lại bảo cô gái giống như bị câm điếc kia bước ra, thật là nực cười. Ôi, dù sao cũng là đại thiếu gia. Thật sự nghĩ chúng là mèo thật à? Lão Hoàng lắc đầu, bên kia đã ra tay. Một con báo tuyết há cái miệng đầy máu và lao thẳng vào huyết thi vương. Cái đuôi vung vẩy một cách ngẫu nhiên, một tảng đá lập tức bị chiếc đuôi đập vỡ tan tành. Điều này khiến mọi người hoảng sợ, đây là loại sức mạnh gì? không cứu thật sao lý đao lại hỏi không cứu lão hoàng hừ lạnh tỏ rõ thái độ chết thì chết đi không liên quan đến ông ta e là cô gái kia sẽ bị xé xác thành trăm mảnh ngay nhưng lão hoàng lại đột nhiên lớn tiếng nói nếu cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai thì tôi sẽ nghĩ lại nhưng lạc tú vẫn đứng đó mặc kệ ông ta mà chuyện khiến người ta ngạc nhiên chính là cô gái kia còn chủ động lao tới chỗ con báo tuyết mọi người vừa nhìn thấy bèn cười nhạt, lại còn dám nghênh chiến ư. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì chỉ trong nháy mắt, cô gái bỗng há miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn, không biết từ khi nào ngón tay của cô đã dài ra, rất sắc bén, thậm chí còn mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Một cỗ sát khí mạnh mẽ đập vào mặt, ngay cả lão hoàng cũng phải giật mình. Mà con báo tuyết lao tới đầu tiên đã bị huyết thi vương tóm được, sau đó cắn một nhát vào cổ con báo, Harry Potter fanfic. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đó chính là của Báo Tuyết, mọi người chỉ thấy cô gái câm niếc thường ngày, dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ lại đang cắn xé một khối máu thịt. Sau đó, vừa nhai nuốt, rồi lại cắn rồi nhai nuốt như thể rất đói vậy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là khí tức của Huyết Thi Vương khiến ngay cả lão hoàng cũng sợ hãi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, còn cao thủ hơn cả ông ta. Ban đầu họ định xem kết cục kiêu ngạo của Lạc Tú, đợi Lạc Tú tuyệt vọng, anh sẽ quỳ xuống và cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng bây giờ, tất cả đều choáng váng. Nhưng Cần Du không hiểu ai là kẻ lợi hại đã nhận ra, cô gái nhỏ kia tuyệt đối lợi hại hơn Lão Hoàng. Đám người Lão Hoàng và Đường Huy như một dáng một bà tai vào mặt. Người ta cần bỏ họ giúp à? Không cần, căn bản không hề cần. Bởi vì người ta đã mang theo một cao thủ còn mạnh hơn cả Lão Hoàng. Cần gì bọn lão hoàng đi giải cứu chứ? Đúng là nực cười. Những con báo tuyết đó rất mạnh mẽ, dù gì thì chúng cũng là tồn tại có thể giết chết nhậm quân chỉ trong vài giây, nhưng khi nằm trong tay của Huyết Thi Vương, chúng không thể chống trả lại. Ngược lại, sau khi nhìn thấy máu, Huyết Thi Vương đã bị kích thích, lại càng trở nên tàn bạo hơn, cứ tóm lấy con báo tuyết kia và xé xác nó. Đường Huy chợt nhớ tới cuộc trò chuyện lúc sáng. Khi đó Lạc Tú nói rằng nhậm quân không thể so sánh với cô gái này, khi ấy bọn họ đã rất khinh thường. Nhưng bây giờ có vẻ như Lạc Tú đang nói sự thật. Thảo nào suốt chặng đường tên nhóc này cứ dắt theo cô gái kia, chẳng trách thằng nhóc này không sợ gì cả. Thì ra là vì anh đã mang theo một cao thủ. Mấy con báo tuyết đã bị giết trong nháy mắt. Hừm, chẳng qua chỉ là dựa vào một con đàn bà mà thôi, không đáng mặt đàn ông. Đường Huy không phục, mỉa mai nói. Vậy sao, nếu bây giờ mấy người thật lòng quỳ xuống cầu xin tôi có lẽ tôi cứu mấy người lạc tú quay lại cười khẩy nhìn đám người đường huy hừ đừng tưởng rằng chỉ mình anh mới có người giúp đỡ chẳng qua anh chỉ dựa vào đàn bà mà thôi bọn tôi không giống anh bọn tôi ai cũng có bản lĩnh của mình đường huy lại cười mỉa hơn nữa có sư phụ ở đây có nguy hiểm gì có thể uy hiếp bọn tôi chứ đường huy khinh thường nói ha ha thật không Chương 392 Tuyết nữ. Đương nhiên đám người Đường Huy rất khinh thường lời nói của Lạc Tú. Mặc dù thực lực của cô gái kia có thể trên cả lão hoàng, nhưng nếu có một con báo tuyết ở phía bọn họ thì họ tin rằng có thể giết được nó. Nhưng ngay khi Lạc Tú vừa dứt lời, rốt cuộc đám người Đường Huy cũng đã nhận ra điều không ổn. Đặc biệt là Đường Huy, chợt cảm thấy ớn lạnh trên cổ. Lần này, cuối cùng họ cũng biết cái gì đang theo dõi họ. Đó là một cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ như máu, tóc dài xóa tung trên mặt đất, khuôn mặt rất kỳ quái. Đó là một khuôn mặt chỉ có một cục thịt, không hề có mắt mũi miệng. Và đôi tay trắng như tuyết, không có chút máu nào đã tóm lấy cổ đường huy. Hai tông sư còn lại phản ứng trước tiên, đánh một trường tới, sức mạnh vô cùng cường đại. Dù gì tông sư có thể giết người chỉ trong tích tắc, không thể khinh thường uy lực của họ được nhưng một trường này vừa đánh tới cô gái kia đã bị đánh bay ra ngoài ngay tức khắc. Thậm chí trên tay hai người còn kết một lớp băng. Hai vị tông sư hoảng sợ nhìn cô gái áo đỏ kia, đây chắc chắn không phải là người. Mà cô gái áo đỏ đó không hề di chuyển. Lão Hoàng hét lên, ông ta đã mời đại tiên nhập thể, đồng tử của ông ta lập tức biến thành mắt rắn, trong nháy mắt, một cỗ khí thức lạnh lẽo đánh úp lại đây. Nhưng ngay khi thường bát ra vừa nhập vào thân thể, Lão Hoàng đã sợ hãi kêu lên. Đây là Tuyết Nữ. Đó là giọng của Thường Bát Gia, tốt xấu gì đó cũng là đại tiên, nhưng giờ lại kêu lên đầy sợ hãi như thế. Khốn nạn, ngay cả Bát Gia cũng không muốn trêu chọc nó. Lão Hoàng vốn đang khí thế ngút trời, nhưng trong nháy mắt đã vụt tắt. Rõ ràng vị đại tiên Thường Bát Gia kia sợ hãi, đã bỏ ông ta đi rồi. Điều này thật đáng xấu hổ, thực lực của lão Hoàng quả thực không tầm thường nhưng phải thỉnh thần nhập thân mới có thể phát huy hết sức mạnh, nếu không ông ta cũng chỉ cao hơn tông sư một ít, vẫn chưa đạt tới bán bộ hóa cảnh. Nếu thường bát ra không muốn giúp đỡ, vậy coi như tiêu đời rồi. Lão Hoàng dậm chân thật mạnh để thỉnh thần nhập thân, nhưng cỗ khí tức lạnh lẽo kia chợt đến rồi chớp mắt lại rời khỏi. Lão Hoàng lại dậm chân mấy cái, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Rõ ràng là thường bát ra không muốn đến đây. Tuyết nữ, Loại vật này tuy thực lực không cao lắm nhưng lại cực kỳ khó đối phó, có một truyền thuyết thời cổ đại rằng ở những nơi có tuyết sẽ thường có một cô gái xuất hiện. Sau đó giả vờ đáng thương, chuyên môn mê hoặc những thợ săn hoặc tiểu phu lên núi đốn củi rồi sẽ giết chết họ. Nhưng rõ ràng truyền thuyết không đáng tin, tuyết nữ thật ngoài đời còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Bởi vì không biết tại sao, không thể giết chết tuyết nữ này. Nếu kết thù với tuyết nữ, cô ta sẽ như âm hồn không tan bám lấy người đó cả đời, chờ người đó chết sẽ ăn hồn phách của họ. Từng có một vị Lạt ma ở Côn Luân đã gặp một con tuyết nữ, lúc đó trời long đất lở, cuối cùng tuyết nữ cũng bị đánh tan. Nhưng sau khi trở lại ngôi chùa, tuyết nữ đã ở đó chờ ông ta từ bao giờ. Một vị Lạt ma bị tuyết nữ bám lấy 7749 ngày, cuối cùng không chịu nổi đã tự sát. Có thể thấy được quỷ vật này đáng sợ đến mức nào. Ngay cả một nơi như chùa chiền mà cũng dám đi vào những con quỷ quái tầm thường con nào dám đi vào chùa của lạt ma chứ cho nên ngay cả đại tiên thường bát ra cũng không muốn trêu chọc con quỷ vật này bởi vì con quỷ vật này âm hồn không tan nếu bạn không chết nó sẽ đi theo bạn mãi còn bạn lại chẳng làm gì được nó rõ ràng đường huy đang hoảng sợ lúc này móng vuốt của tuyết nữ đã kẹp chặt cổ anh ta giống như gọng kìm kẹp chặt tới nỗi đường huy sắp tắt thở lão hoàng cũng lo lắng ông ta không quan tâm tuyết nữ hay không phải tuyết nữ hiện tại ông ta không thể cứu đồ đệ của mình ông ta chỉ có thể bất lực nhìn đường huy bị tuyết nữ bóp cổ từng bước tiến về phía tử thần đội trưởng lạc xin hãy cứu mọi người cẩn du là người đầu tiên lên tiếng không muốn cứu lạc tú cười nhạt đứng qua một bên xem náo nhiệt không thèm quan tâm đội trưởng lạc vừa rồi là bọn tôi không đúng phiền anh hãy nhờ cô gái bên cạnh cứu anh ấy đi cẩn du lo lắng nói bây giờ cô ta mới hoàn toàn hiểu tại sao lão dương lại để cho lạc tú làm đội trưởng thì ra người ta thật sự có năng lực dù sao cũng dẫn theo một cao thủ hơn nữa cao thủ đó chỉ nghe lời lạc tú cẩn du kêu cứu không chỉ có cứu đường huy mà còn là cứu chính mình nếu đám đường huy và lão hoàng chết thì bản thân cẩn du cũng cách cái chết không bao xa tôi đã nói rồi tôi không muốn cứu lạc tú vẫn rất kiên định cẩn du lập tức hối hận nếu cô ta biết được lạc tú có cao thủ ở bên cạnh sao cô ta đứng về phía lão hoàng chứ? sao suốt dọc đường cô ta lại nghi ngờ lạc tú được? cầu xin anh hãy cứu anh ấy đi. nhìn đường huy sắp bị bóp cổ chết, cần du rất sợ hãi, bởi vì có thể cô ta cũng sắp chết rồi. giang giác, đường huy đã bị bóp gãy cổ. đường huy đã chết, một cái chết rất triệt để. tuyết nữ giết người chính là thích tra tấn người ta sợ hãi, sau đó mới từ từ hấp thụ năng lượng sợ hãi đó. nếu không Đường Huy đã chết sớm hơn rồi. Tuyết nữ chậm rãi đi về phía Cẩn Du. Cẩn Du gần như không có thời gian để lùi lại, một bàn tay đã nắm lấy cổ cô ta. Còn lão Hoàng thấy ra đầu tê dại, nhảy lên, định thoát thân nhưng một lực hút rất lớn lập tức hút ông ta trở lại, rồi một bàn tay nắm lấy cổ ông ta. "Đội trưởng Lạc, cầu xin cậu, cầu xin cậu hãy cứu tôi." Lão Hoàng bất ngờ lên tiếng, cứ thế vứt bỏ tôn nghiêm của mình, mở miệng cầu cứu Lạc Tú. Cần Du cảm nhận được sự mát lạnh trên cổ, cô ta sợ đến mức nước mắt chảy dài, rồi vừa khóc vừa hét to. Đội trưởng Lạc, cầu xin anh đó, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ mà. Hừ, giờ đã biết cầu xin tôi rồi à, biết vậy sao không cầu xin từ sớm đi. Xin lỗi, tôi không muốn cứu, Lạc Tú không phải là kẻ máu lạnh, mà anh không muốn cứu những người này. Đội trưởng Lạc, nể tình mọi người cùng nhau tới, hãy cứu mọi người đi cuối cùng lý đao cũng lên tiếng ngay khi lý đao mở miệng lạc tú bèn do dự dù sao tâm địa của lý đao cũng không tệ hai được rồi nể mặt ông đó vì nể mặt ban nãy ông không máu lạnh vô tình lạc tú chậm rãi nói mấy người kia nói thật những lời nói vừa rồi của bọn họ không chọc tôi giết chết họ đã tốt lắm rồi lạc tú phất tay lạc tú không giết bọn họ vì những lời vừa rồi đã là tốt lắm rồi huống chi bảo anh cứu bọn họ ư nhưng dù sao lý đao cũng là người lương thiện, Lạc Tú cũng nhận ra nên nhìn Huyết Thi Vương rồi chỉ chỉ Tuyết Nữ. Lập tức Huyết Thi Vương lao đến. Tuyết Nữ đấu với Huyết Thi Vương, đó chính là một trận long tranh hổ đấu. Trong nháy mắt đã cứu được người, nhưng Tuyết Nữ cũng đã thi triển hết toàn bộ sức mạnh của mình, đấu với Huyết Thi Vương khó mà phân thắng bại, có cảm giác như thực lực của hai người ngang nhau. Hơn nữa đánh tới cuối cùng, họ di chuyển chiến trường và biến mất hoàn toàn. Lạc Tú không thèm quan tâm, dù sao huyết thi vương sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đi thôi, anh dẫn đầu tiến về phía trước, mà trong ánh mắt của Lão Hoàng nhìn Lạc Tú lại tràn ngập sát ý. chương 393, Đạo Thi Yên tĩnh một cách lạ thường. Đây là Côn Luân, lẽ ra phải linh thiêng yên bình, nhưng bây giờ lại giống như suối vàng địa ngục. Thậm chí còn có khí tức khác thường, xung quanh đều là đồi chọc, nhưng nơi này đã không còn tuyết động nữa, đồng thời phía trước có màn xương màu tím bốc lên, giống như giấc mộng. Lạc Tú vừa mới bước vào đã cảm nhận được sự khác thường ở đây, khiến Lạc Tú ngày càng tò mò. Rốt cuộc Côn Luân đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có khí tức đáng sợ như vậy? Người ta thường nói rằng tử khí đông lai, tử khí vốn là khí tức bản nguyên của đạo gia, y hỷ ở hàm cốc quan đã từng nhìn thấy lão tử đi về phía tây. Đó chính là tử khí cuồn cuộn ba ngàn dặm. Nhưng bây giờ tử khí ở đây lại rất kỳ lạ, mang theo luồng khí tức của yêu tà. Những nơi như núi Côn Luân sẽ không bao giờ xuất hiện những thứ yêu dị như này, bởi vì đây là đạo gia chính thống, cho dù không xuất thế, cũng không cho phép những thứ không sạch sẽ như này xuất hiện. Lạc Tú vừa đi được vài bước, chợt cảm thấy sởn gai ốc, bởi vì phía trước đã xuất hiện một người, nói đúng hơn là một cỗ thi thể. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ cổ xưa, ông ta rất cao lớn, nhưng cả người lại khô cằn một cách bất thường, làn da vàng như nghệ, thậm chí còn hơi biến thành màu đen bọc xương của ông ta lại. Không có máu thịt, rõ ràng đã chết từ rất lâu rồi. Hơn nữa, Lạc Tú nhìn kiểu dáng của bộ đồ kia, hình như là đồ của triều đại Thương Chu. Chẳng lẽ đây là cỗ thi thể cổ đại từ thời Thương Chu? Mặc dù làn da vàng như nghệ trông có vẻ khô héo nhưng lại có ánh sáng lấp lánh chuyển động, rõ ràng lúc còn sống thực lực của đạo sĩ này vô cùng mạnh. Nhưng dường như bây giờ đã bị khí thức kỳ lạ nào đó ô nhiễm, cả người nửa tà ác nửa thần thánh. Triều Đại Thương Chu là một trong những thời kỳ đỉnh phong của thần thoại hoa hạ. Nhà họ cơ từng là hoàng tộc cái thế, có khương thị với sức mạnh phong thần, v, v. Có lẽ thời đại đó không phải là truyền thuyết, mà là có người tài ba cổ đại thật, người có bản lĩnh thần thông đi lại trên thế gian cuối cùng hai đạo lớn chính thống đã lấy nhân gian làm chiến trường triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa thậm chí còn có đạo chính thống ở bên ngoài cũng tham gia vào cho dù kết quả thế nào chắc chắn người của thời đại đó cũng cực kỳ mạnh mẽ lạc tú từng ở trên tiên giới nên hiểu rõ cũng vì trận đại chiến ở thời đại đó đã dẫn đến linh khí ở trái đất nhanh chóng khô cạn cũng khiến những đạo chính thống còn sót lại sau trận đại chiến đó dứt khoát phong tỏa núi không xuất thế nữa nhưng không thể nghi ngờ rằng người tu đạo ở thời đại đó mới là người tu đạo thần thông thực thụ do đó điều khiến lạc tú cảm thấy ngạc nhiên là lẽ ra đạo sĩ trước mặt cũng là một vị cường giả tại sao lại bị khí tức tà ác này làm cho ô nhiễm nhưng lạc tú còn chưa kịp hiểu rõ bỗng có một tiếng cười khà khà lạnh lẽo đã phá vỡ sự tĩnh lặng bị dồn nén này lạc tú đứng cách xa đạo thi kia đạo thi kia từ từ mở mắt ra khẽ chớp mắt trong đôi mắt trống rỗng kia nhất nhất thời bao trùm làn khói đen trông có vẻ cực kỳ yêu dị đạo thi di chuyển tiến về phía lạc tú bước đi cứng nhắc trường kiếm bằng đồng mang theo lớp dỉ màu xanh lá nhưng lại kéo ra tia lửa trên mặt đất nhất thời núi sông thay đổi cảnh tượng trước mặt lạc tú cũng thay đổi đó là một con sông khổng lồ nhưng lại có màu đỏ trong dòng sông đều là dòng máu đỏ tươi trên dòng sông từng cỗ thi thể đã biến thành màu trắng thậm chí có thi thể còn bị phân hủy kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Một đạo sĩ đang ngồi xổm bên bờ sông, trường kiếm bằng đồng ở trong tay đang mài đi mài lại trên tảng đá mài khổng lồ ở dưới chân. Khóe miệng nở nụ cười quỷ dị thâm trầm. Khi thanh trường kiếm bằng đồng của ông ta mài qua mài lại, dường như giữa trời và đất có một nhịp điệu kỳ quái. Khiến người khác cảm thấy vô cùng một ngạt, khó chịu và hoang mang. Bởi vì ông ta mài được một lát, sẽ cắt một chiếc tai từ một cỗ thi thể ở bên cạnh bỏ vào miệng nhai say xưa, như thể đang ăn rất ngon lành phát ra âm thanh giòn giã. nếu đổi thành người khác e rằng đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ mất mật nhưng lạc tú lại rất bình tĩnh cảnh tượng này thật sự chỉ là chuyện nhỏ đối với anh lạc tú từng tàn sát một tinh cầu cho nên bây giờ chỉ là một dòng sông máu đâu thể khiến anh cảm thấy sợ sệt được đạo sĩ mài thanh trường kiếm thêm vài lần nữa sau khi dội máu tươi lên ông ta mới quan sát kỹ lưỡng thanh trường kiếm bằng đồng lạc tú dứt khoát đi tới bên cạnh đạo sĩ rồi ngồi xuống nhìn ông ta không ngờ cậu lại không sợ tôi giọng nói của đạo sĩ khàn đặc như thể mang theo khí thức kim loại nồng đậm lạc tú không trả lời không ngờ cậu lại không sợ tôi đạo sĩ lặp lại câu nói mặt không cảm xúc lạc tú vẫn không trả lời tại sao cậu lại không sợ tôi thanh kiếm của đạo sĩ mài ngày càng nhanh đã ma sát ra tia lửa lẽ ra cậu nên sợ tôi đạo sĩ lại nói lạc tú vẫn không lên tiếng cậu phải sợ tôi vẻ mặt của đạo sĩ ngày càng vặn vẹo đáng sợ cậu phải sợ tôi đạo sĩ gào lên thanh trường kiếm trong tay bỗng chém về phía lạc tú keng lạc tú kẹp thanh trường kiếm của đạo sĩ bằng hai ngón tay mặt không cảm xúc nhìn đạo sĩ ông hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì vậy lạc tú từ tốn hỏi nó đến rồi chết hết rồi bọn họ đều chết hết rồi Đạo sĩ hồn bay phách lạc lẩm bẩm. Nó là gì? Bọn họ là ai thế? Lạc Tú truy hỏi. Chết rồi, chết hết rồi, toàn bộ sinh linh đều phải chết, dù là thần hay tiên. Nó đến rồi, đều phải chết, chữ chết này vừa được thốt ra, Lạc Tú liền cau mày. Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng đen kịt, mây đen đè xuống, đồng thời một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị ập tới, ánh kiếm màu đen trên thanh trường kiếm bằng đồng trong tay đạo sĩ nhất thời tăng vọt tiếng kiếm ngân vang, vùng vẫy thoát ra khỏi hai ngón tay của Lạc Tú, đồng thời bổ xuống một kiếm. Lạc Tú vội né sang một bên, dầm, ngọn núi lớn ở phía xa xa nhất thời bị chém trúng, hóa thành bột mịn. Mà lúc này, trên côn luân, cô thi thể trước mặt Lạc Tú cũng bổ xuống một kiếm. Lạc Tú dùng cánh tay để chặn lại. Âm, tảng đá ở xung quanh nổ tung, trên mờ u bàn tay của Lạc Tú cũng bị chém thành một ấn trắng. Không ngờ còn xuất hiện tơ máu, Lạc Tú cau mày, sức lực trong người anh mạnh đến cỡ nào thì không cần phải nói ra nữa. Không ngờ anh lại bị chém ra máu. Đây là lần đầu tiên Lạc Tú bị thương kể từ khi anh trọng sinh. Nhưng Lạc Tú lại mỉm cười. Anh tung ra một cú đấm, thế như cầu vồng, đạo thi kia vung kiếm lên đỡ, phát ra tiếng keng trầm thấp. Đạo thi lùi về sau vài bước. Sau đó, trong tay Lạc Tú ngưng tụ ánh sáng óng ánh, rồi một chữ cổ ngưng tụ trong tay Lạc Tú chữ cổ này vừa xuất hiện dường như thời gian như bị đóng băng đó là chữ phong rõ ràng thực lực của đạo thi này có thể tương đương với lạc tú nhưng dù gì ông ta cũng là cổ thi hơn nữa lạc tú có quá nhiều bản lĩnh cho dù thực lực của ông ta tương đương với lạc tú nhưng vẫn chưa đủ so tài với lạc tú dù sao thì kiếp trước lạc tú cũng là tồn tại lấy dưới khắc trên trong cùng cấp độ lạc tú sẽ không bao giờ có đối thủ lạc tú muốn thăm dò bí mật của cổ thi này Rốt cuộc nó mà ông ta nói đến là cái gì? Tại sao bây giờ không còn nhìn thấy tất cả các vị thần và tiên ở thời đại Thương Chu? Vì thế, Lạc Tú dự định phong ấn cổ thi này ngay, nhưng chữ phong này vừa mới xuất hiện, biến cố đã đột ngột xảy ra. Chương 394, cây thần của phù tang. Nhưng chữ phong còn chưa kịp đánh ra, Lạc Tú đã bị cưỡng ép truyền tống. Ở đó có trận pháp, đây là điều mà Lạc Tú ghét nhất. Hơn nữa trong trận pháp đó với thực lực hiện tại của Lạc Tú cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Dù gì Côn Luân cũng không phải là núi cửu cung. Rất nhiều trận pháp ở đây được các vị thần thực thụ gia trì. Lần này không phải là hoàn cảnh, mà là thực tế. Lạc Tú được truyền tống đến một thế giới khác. Rõ ràng có luồng sức mạnh nào đó đã ngăn cản anh khám phá những bí mật kia. Trước mặt anh là đại dương cực kỳ bao la, cuồn cuộn, đen ngòm. Đây mới là Côn Luân thật sự. Linh Thai Phương Thốn Sơn, trước đây linh sơn bao la hùng vĩ, nhưng nghe nói rằng nó cũng có thể thu nhỏ lại bằng một tấc vuông. Côn Luân thật sự giống như một thế giới khác, chẳng phải người bình thường nhìn thấy như thế này sao? Hơn nữa đây mới chỉ là một góc của Côn Luân mà thôi. Anh nhìn xung quanh, một cây cổ thụ khổng lồ sừng sững giữa đại dương. Cây thần Phù Tang Ư. Cây thần khổng lồ đó cực kỳ cao lớn, dường như không có giới hạn, sừng sững như một ngọn núi chọc vào bầu trời xanh trong thần thoại, phù tang là nơi mặt trời ngừng lại, cũng chính là sao huyệt của kim ô. Lạc Tú phải sử dụng pháp lực cực hạn mới có thể thấy rõ mọi thứ. Chuyên bác tri ân, bởi vì ngọn lửa trên cây đại thụ đó giống như mặt trời nóng rực. Ánh sáng chói trang đến mức người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ. Người phàm, mau đến đây bái kiến tôi. Một giọng nói kỳ ảo truyền tới từ trên phù tang, khiến Lạc Tú tức đến mức thở phì phò. Đây là lần đầu tiên có một sinh linh dám ăn nói như vậy với anh. Lạc Tú cười khẩy, phất lờ giọng nói đó, tiếp tục quan sát xung quanh. Ánh mắt vẫn mang theo sự nóng bỏng. Cây thần phù tang là đồ tốt, cho dù chỉ có thể bứt được một chiếc lá cũng đáng. Nhưng Lạc Tú hơi thất vọng rằng, với thực lực hiện tại của anh, cho dù triệu hồi Thái Hoàng kiếm tới, có lẽ cũng không chém được một chiếc lá. Dù gì đó cũng là cây thần phù tang trong truyền thuyết điều này đã khiến lạc tú có cảm giác sốt sắng khi bước vào bảo sơn nhưng lại không thể lấy đi bất kỳ bảo vật gì nhưng rõ ràng giọng nói kia không có ý định buông tha cho lạc tú người phàm mau đến đây bái kiến tôi giọng nói đó lại vang lên mày bị bệnh à lạc tú mở miệng mắng anh là người phàm ư không ngờ anh lại khinh nhờn thần linh rõ ràng giọng nói kia đã nổi giận anh sẽ bị trời trừng phạt giọng nói đó rất ác liệt được tao đến đây, mày đừng có mà hối hận. Tâm trạng của Lạc Tú vốn đã không tốt, bây giờ lại bị thứ quỷ quái này kích thích, nhất thời tìm được nơi để chút giận. Lạc Tú dứt khoát dẫm lên mặt biển, nhanh chóng bay tới. Anh bay khoảng tầm một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Lạc Tú cũng đã đến bên dưới cây thần phù tang. Lạc Tú ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy đó là thứ quỷ quái gì. Trên cây thần phù tang đang treo một quả trứng màu đen khí tức của nó cực kỳ mạnh, như thể bên trong đang thai ngén một sinh linh có thể kinh thiên động địa. Nhưng điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là, không ngờ đó lại là ma thai. Lạc Tú cũng biết phương thức thai ngén sinh linh này, có đại thần thông sẽ tự phong ấn mình trong báu vật của trời đất, nhưng cũng có người bẩm sinh đã được sinh ra từ trong một quả trứng. Nhưng mặc kệ là sau này hay bẩm sinh, sinh linh được sinh ra từ trong thai ngén đều là có thể khuấy đảo mưa gió, hơn nữa còn mạnh đến mức trời đất biến sắc bằng chứng rõ nhất chính là Mỹ Hầu Vương. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng có cơ sở nhất định. Mỹ Hầu Vương được thai ngén trong một tảng đá bổ thiên. Sức mạnh sau này không phải là do học được, mà là do bẩm sinh đã rất mạnh rồi. Bằng không, tại sao trong các thầy và đệ tử của Mỹ Hầu Vương, chỉ có mình hắn là người mạnh nhất? Rõ ràng nếu sau này ma thai ở trước mặt anh xuất thế, chắc chắn cũng sẽ cực kỳ mạnh, thảo nào nó lại tự xưng là thần linh dù gì người ta cũng thật sự có bản lĩnh này. Trong mắt ma thai, người phàm ở trước mặt này nên quỳ bái mình, dù gì sau này khi mình xuất thế, sẽ là một vị thần thực thụ. Hơn nữa lai lịch của nó cực kỳ mạnh, khác xa với vẻ đơn giản ở bên ngoài. Bằng không cây thần phù tang là xào huyệt của kim ô, còn nó là ma thai, làm sao dám đến đây tranh giành vận may, để thai ngén cơ chứ. Chỉ dựa vào điều này đã chứng tỏ thân phận của nó không hề tầm thường nhưng tiếc rằng nó lại gặp phải lạc tú trong mắt người phàm nó là thần linh nhưng trong mắt lạc tú nó chẳng là cái thá gì cả nó chỉ là một quả trứng mà thôi nếu anh thành tâm sám hối xin lỗi tôi tôi có thể miễn tội chết cho anh giọng nói của ma thai vang lên ở chín tầng mây như thể được truyền đến từ thời đại khác lạc tú quan sát một lát quả nhiên chỉ là hình chiếu chứ không phải là chân thân bằng không với thực lực hiện tại của lạc tú vẫn chưa đủ so tài với ma thai này danh con bề trên nhà mày chưa từng dạy mày phải biết tôn trọng người khác à lạc tú chẳng hề khách sáo nói bởi vì anh luôn cảm thấy ma thai này là hình chiếu của tiên giới đúng không nếu là hình chiếu của tiên giới cho dù sau này ma thai này xuất thế thì nó cũng chết chắc anh dám khinh nhường tôi uy danh của tôi chấn động trời đất nếu ta xuất thế sẽ lật tung toàn bộ trời đất trong Ma Thai truyền đến cảm xúc dao động kịch liệt. Rõ ràng lời nói của Lạc Tú đã hoàn toàn chọc giận nó. "Mày bớt nói nhảm đi được không?" Lạc Tú lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. "Anh hoàn toàn không để mắt đến Ma Thai này. Tiếp trước, anh đã chém giết rất nhiều Ma Thai, Thánh Thai. Người phàm, với tội trạng này của anh, cho dù anh tiến vào luân hồi, tôi cũng có thể khiến anh vạn kiếp bất phục." Ma Thai kích động nói kể từ khi nó xuất thế cho đến nay luôn được người khác tôn sùng một cách cao cao tại thượng đâu có khi nào lại bị một sinh linh thấp hèn khinh thường như vậy sau khi nó xuất thế đã được định sẵn sẽ trở thành chúa tể thế giới được mọi sinh linh tôn thờ nó đã leo lên vị trí của thần linh vậy mà bây giờ lại có một sinh linh hèn mọn như này dám sỉ nhục nó nhất thời cả ma thai rung động kịch liệt rõ ràng ở bên bản thể cũng đang chấn động Lạc Tú liếc nhìn Ma Thai, rồi bước tới tát vào Ma Thai. Bốp, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cái tát này vẫn đánh trúng người nó. Gào, một tiếng gầm rung chuyển núi sông, như sắp phá vỡ thiên hạ. Ở thế giới khác cũng nhất thời núi lở đất rung, núi sông đổ nhào, ngay cả trời đất cũng sắp sụp đổ. Ngay cả Lạc Tú cũng đã nhìn thấy, rõ ràng thực lực của Ma Thai này vô cùng khủng khiếp. Nhưng tiếc rằng, nó chỉ có thể đợi ở đó hoàn toàn không đến đây được bây giờ cũng chỉ là một hình chiếu mà thôi anh dám đánh tôi ư rõ ràng sinh linh trong ma thai không ngờ rằng con người thấp hèn ở trước mặt này lại dám xuống tay với mình tao đánh mày đấy thì sao lạc tú lại vung một cái tát ma thai đến côn luân để tranh giành vận may mặc dù bản thể không thể đến được nhưng cảm giác lại giống y như thật nếu nó bị đánh ở đây thì nó thật sự có thể cảm nhận được anh chán sống rồi đúng không Bốp, Lạc Tú lại vung một cái tát. Rồi Lạc Tú mặc kệ lửa giận và tiếng gào thét không ngừng nghỉ của ma thai, nhìn về phía thiên trì ở trên ma thai. Chất lỏng tinh túy trên thiên trì nhỏ xuống, rơi chúng người ma thai, được ma thai từng bước xâm chiếm. Lạc Tú chợt cảm thấy, có lẽ cho ma thai này uống ít nước tắm của mình cũng là sự lựa chọn không tồi. chương 395, Ly Hỏa Chi Tinh Thiên trì đó bốc lên tiên hà, có ánh sáng trói lọi mưa bay lả tả, giống như hóa tiên trì. Nó được bao bọc trong một đóa hoa của cây thần phù tăng khổng lồ. Còn ma thai đang ở bên dưới, tham lam hút hết chất lỏng tinh túy tràn ra từ trên thiên trì. Có lẽ đây là ly hỏa chi tinh, có công dụng luyện hóa vạn vật, có thể luyện hóa vạn vật đạt đến trình độ tinh túy nhất. Mặc dù không thể so bì với hóa tiên trì thực thụ ở giao trì, nhưng rõ ràng việc chế tạo này cũng khiến lạc tú động lòng. Ma thai đang chấn động, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng khí tức của nó cực kỳ đáng sợ, nếu bản thể của nó ở đây, e rằng Lạc Tú đã sớm bỏ chạy rồi. Bởi vì rất có khả năng nó thật sự là con nối dối của một vị thần nào đó, trời sinh vô cùng mạnh mẽ, nếu nó xuất thế, chắc chắn sẽ là sự tồn tại càn quét thế giới lớn. Cho dù sau này, e rằng nó cũng sẽ là sự tồn tại tối cao khuấy động trời đất. Nhưng rõ ràng bây giờ nó không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với lạc tú. Lạc Tú phớt lờ tiếng gào thét và giận dữ của ma thai, rồi nhún người, nhảy lên cây thần phù tang. Người phàm, anh muốn làm gì? Ma thai giật mình, rõ ràng hơi hoảng loạn, nó tưởng Lạc Tú định làm gì nó. Dù gì bây giờ nó cũng không thể nào ra tay được, nếu Lạc Tú tiếp tục đánh nó, nó cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Lạc Tú chẳng thèm đoái hoài đến ma thai, mà dứt khoát nhảy lên trên đóa hoa trên cây thần phù tang đó, rồi đứng bên cạnh thiên trì đóa hoa đó cực kỳ lớn, nhị hoa tỏa hương thơm ngào ngạt giống như mùi đinh hương, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Chỉ dựa vào anh cũng muốn nảy sinh ý đồ với thiên trì hà. Trong ma thai phát ra giọng nói mỉa mai, rõ ràng ma thai đã không lường trước được tiếp theo mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì. Nó tưởng lạc tú định thu thập chút tinh túy trong thiên trì. Nhưng tinh túy đó cực kỳ nóng bỏng, còn cao hơn cả nhiệt độ của dung nham, người bình thường đừng nói là thu thập, mà chỉ cần chạm vào cũng sẽ chết do đó ma thai mới mỉa mai lạc tú, hoàn toàn không tỏ vẻ lo lắng. Chỉ là một người phàm nhỏ bé mà cũng muốn tranh giành cơ duyên, thật nực cười và đáng thương. Ma thai lại chế diễu. Sao mày lại khẳng định rằng tao không thể tranh giành được? Lạc tú hỏi ngược lại. Hừm, chỉ dựa vào anh và nhiệt độ cao kia thì anh sẽ bị nung chảy ngay tức khắc. Hơn nữa cho dù nhiệt độ cao kia không thể nung chảy anh, thì hạng người phàm thấp hèn như anh làm sao có thể chịu đựng được tinh túy trong thiên trì. Ma thai cười khẩy. Ly hỏa chi tinh trong thiên trì là những tinh túy còn sót lại của kim ô khi ngừng nghỉ trên cây thần phù tang. Thời thượng cổ, kim ô tượng trưng cho mặt trời. Ngọn lửa nung chảy vạn vật khiến vạn vật sinh sôi nảy nở đáng sợ đến nhường nào. Mấy người phàm như bọn họ làm sao có thể chống lại được. Theo ma thai thấy, lạc tú không tìm kiếm vận may, mà đang tìm đường chết. Thậm chí ma thai đã bày sẵn dáng vẻ đợi xem kịch hay. Chỉ một giây sau, nó đã bị choáng váng bởi vì Lạc Tú đã nhảy thẳng vào trong, thiên trì nhất thời sôi sùng sục, giống như đổ một bình nước vào trong chảo dầu, nhất thời bắn tung tóe. Nhưng nhìn Lạc Tú có vẻ bình yên vô sự, chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Trên thực tế, Lạc Tú cảm thấy cực kỳ châm chích, cho dù cơ thể anh đã được Thái Hoàng Kinh bảo vệ, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn khó mà nhịn nổi, hơn nữa dường như linh hồn của anh suýt bị thiêu đốt. Nhưng Lạc Tú vẫn nghiến răng ngồi khoanh chân, hấp thụ ly hỏa chi tinh. Trước đây khi anh chưa trở thành tiên tôn, thậm chí anh còn đánh cắp hỗn độn hỏa của một truyền thừa bất tử ở tiên giới. Sau đó, mặc dù ly hỏa chi tinh này khiến anh rất châm trích, nhưng chút đau đớn này đối với Lạc Tú chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí cuối cùng, vẻ mặt của Lạc Tú đã rất nhẹ nhõm. Thái Hoàng Kinh trong cơ thể không ngừng vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thụ ly hỏa chi tinh. Ma thai sửng sốt, lần đầu tiên phát ra tiếng hét, hơn nữa còn là tiếng của một cô gái. Sao thế? Nước tắm ngon không? Lạc Tú cố ý trêu chọc. Điều này đã khiến ma thai tức đến mức liên tục run rẩy như thể sắp phá xác, xuất thế sớm. Cô ta là con nối dõi của thần linh, chắc chắn sau này sẽ trở thành thần linh, làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra được? Làm sao có thể uống nước tắm của một người phàm được? Nhưng tinh túy tràn ra từ trên thiên trì, sẽ tự động nhỏ xuống vỏ trứng của ma thai, sau đó sẽ được cô ta hấp thụ một cách tự động cô ta không thể phản kháng nhưng đây là sự sỉ nhục anh thật sự đang khinh nhờn thần linh nếu có thể bước vào ma thai để xem sẽ phát hiện đó là một cô gái cơ thể trần trụi được bao bọc bởi một chất lỏng thần bí sền sệt không thể nhìn thấy rõ nhưng gương mặt đó lại mang một nét đẹp mà không có người phụ nữ hiện đại nào có thể sánh được thật sự đẹp đến nỗi khiến người khác nghẹt thở dường như chỉ cần liếc nhìn, bông hoa sẽ tự động khép lại. Nét đẹp đó khác với nét đẹp ở thế tục và nét đẹp bằng xương bằng thịt. Mà đó là một nét đẹp có thể đả kích vào linh hồn, chấn động lòng người. Nhưng bây giờ, trên gò má xinh đẹp đó lại tràn ngập sự vẻ giận dữ. Đáng chết, tôi phải giết anh, ma thai phẫn nộ. Đường đường là thần linh tương lai, nhưng bây giờ lại phải uống nước tắm của một người phàm trần. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười rung chuyển trời đất thậm chí còn lan truyền gây chấn động thời đại anh mau cút ra ngoài cho tôi á à, tương đương tôi nhất định phải giết anh sau đó tôi sẽ khiến anh không thể tiến vào luân hồi mà phải hứng chịu nỗi đau khổ đời đời kiếp kiếp ma thai tuôn ra sát khí ngút trời nhưng lạc tú vẫn thờ ơ điên cuồng hấp thụ ly hỏa chi tinh trong thiên trì ma thai đã tức đến mức phát điên cô ta đã không còn nghĩ đến việc tại sao lạc tú lại có thể hấp thụ ly hỏa chi tinh bây giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết chết lạc tú rồi hồi sinh để giết tiếp vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ có điểm dừng bằng không cô ta sẽ không thể nào dập tắt được lửa giận trong người dù gì chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra từ thời vạn cổ đến nay nhưng bây giờ với thân phận cao quý của cô ta lại phải đối mặt với chuyện này ma thai liên tục giận dữ gào thét nhưng lạc tú chẳng thèm để ý đến ma thai cuối cùng Lạc Tú cũng hấp thụ gần đủ rồi, mới từ tốn đứng dậy. Ly Hỏa chi tinh đã bị hấp thụ hơn một nửa. Lạc Tú vốn vẫn muốn hấp thụ tiếp, nhưng cơ thể anh đã đạt đến tình trạng bão hòa, hơn nữa muốn luyện hóa Ly Hỏa chi tinh này, e rằng phải mất một khoảng thời gian khá dài. Thậm chí rất có khả năng anh cần phải tự phong ấn tu vi của mình, dồn hết tu vi vào trong luyện hóa. Bởi vì bây giờ anh có thể cảm nhận được, Ly Hỏa chi tinh trong người mình đang chạy lung tung ở khắp nơi như muốn xông ra khỏi cơ thể của anh bất cứ lúc nào lạc tú nhảy xuống cây thần phù tang đi vào bờ bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gào thét giận dữ của ma thai chắc chắn cô ta sẽ ghi nhớ mối thù này hơn nữa còn là mối thù lớn nhưng lạc tú chẳng hề sợ hãi e rằng ngay cả lạc tú cũng không biết rõ sinh linh trong ma thai này là một cô gái nếu anh biết chuyện này có lẽ anh sẽ không làm thế rồi lạc tú leo lên một ngọn núi cao chọc trời ở phía bên kia. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của anh ở lần này, Thánh Địa Giao chỉ đạo trường của Tây Vương Mẫu Côn Luân. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 395